em có lô này khoảng 446 carat. À, cái lô sapphire sao rất là đẹp. Ở đây em quay, em có mở đèn này, anh chị em thấy nè. Chiếc này có một lộng một viên, không phải tưởng viên, tưởng viên ruby. Không phải luôn. Đây, sao rất là đẹp. Tưởng viên ruby giá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 viên này, cả lớn, cả nhỏ. Rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Anh chị em nào ôm sỉ hết lô này về, thứ nhất là kinh doanh, thứ hai là mặt dây chuyền, mặt nhẫn. Mấy viên lớn này nè, mấy viên lớn này lên mặt nhẫn rất là đẹp đó. Còn mấy viên nhỏ này lên mây kiềng hoặc là bông tai. Mấy viên này thì có thể là lên dây chuyền nè, dây chuyền đều được hết nè. Mấy viên này lên dây chuyền đều được hết nè. Hoặc là còn mấy viên này thì mình có thể lên mặt nhẫn nữ nhỏ, hoặc là mình lên bông tai đều được. 30 viên này 446 carat, rơi vào khoảng 446-445 gì đó, carat rất là đẹp. Và em tất nhiên là em giao sỉ thì tất nhiên cái giá nó rất là hữu nghị rồi. Kha Vương bỏ sỉ rẻ hơn thị trường. Kha Vương 0814721262. Kha Vương cảm ơn.